lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay, AFF thay đổi khẩn cấp cặp đấu bán kết U19 đội tuyển Việt Nam quyết đấu Tây Ban Nha. Chiều ngày 10 tháng 7, đội tuyển U19 nữ Việt Nam đối đầu với U19 nữ Malaysia. Thuộc khuôn khổ lượt trận cuối cùng ở vòng loại bảng B tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2023. Ngày sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều nhập cuộc chủ động nhưng U19 nữ Việt Nam mới là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội hơn. Phút 21, đoàn quân áo đỏ được hưởng lợi thế từ chấm 11m đứng trước chấm đá phạt. Vũ Thị Hoa không bỏ lỡ cơ hội, không dứt điểm chính xác vào lưới Malaysia để mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam. Chỉ 5 phút sau đó, đội tuyển Việt Nam đã tiếp tục có bàn nhận đối cách biệt. Nhờ công của Minh Truyền, một lần nữa lập công. Phút 56, chính cô lại lập công lên tỷ số 3-0. Liên tục có dẫn bàn, các học trò của vị huấn luyện viên Akira đã thi đấu thăng hoa và họ đã tạo ra thế trận áp đảo so với đội bóng nữ Malay. Các cô gái Việt Nam đã tạo ra cơn mưa bàn thắng khi mà Thùy Linh tiếp tục có bàn nâng tỷ số 4-0 cho đội tuyển Việt Nam. Các cô gái Việt Nam đã tiếp tục khiến cho mảnh lưới của Malaysia rung lên lần thứ 5 ở phút 80, cầu thủ lập công là Hoàng Thị Ngọc Ánh. Không dừng lại ở đó, Ngọc Minh Truyền tiếp tục nâng tỷ số cho Việt Nam lên 6-0. Bên kia chiến tuyến, U19 nữ Malaysia dù rất nỗ lực dâng lên để tìm kiếm bàn thắng, để rút ngắn cách biệt nhưng vẫn không có bất ngờ nào xảy ra. Chung cuộc, các trận đấu kết thúc với tỷ số là 6-0, nhưng về U19 Việt Nam, kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Akira đứng đầu bảng B, đồng thời hiên ngang tiến vào bán kết U19 Đông Nam Á. Ở trận đấu cuối cùng bảng C, U19 nữ Thái Lan thắng Myanmar 1-0, kết quả này giúp Thái Lan dẫn đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối và thẳng tiến vào bán kết. Ở chiều ngược lại, Myanmar là đội xếp nhì bảng có thành tích tốt hơn Campuchia và Malaysia nên họ cũng giành quyền vào bán kết. Theo quy định của bảng đấu, ban tổ chức U19 nữ Thái Lan sẽ đối đầu với U19 nữ Việt Nam tại bán kết U19 nữ Đông Nam Á 2023. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á mới đây đã đăng luật thay đổi. Nhất bảng A gặp nhất bảng C. Nhất bảng B sẽ gặp đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Như vậy, với sự thay đổi này, Việt Nam sẽ gặp Myanmar ở bán kết. Trận đấu diễn ra vào ngày 13 tháng 7 tới đây. Sau khi đoạt vé, vị huấn luyện viên Akira bên phía U19 Việt Nam đã tỏ vẻ hài lòng mà cách chọn học trò của Việt Nam đánh bại với Malaysia. Vị thuyền trưởng người Nhật cũng đã gửi chiến thư tới đối thủ. Hiệp 1 chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi chưa ghi được bàn thắng. Nhưng sau khi mở tỷ số, mọi chuyện đã dễ dàng hơn để ghi thêm bàn thắng. Từ đó chúng tôi đã đạt được mục tiêu giành chiến thắng với tỷ số đậm và giành vé vào bán kết. Về đối thủ ở bán kết, gặp đội nào cũng vậy thôi. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị cho trận đấu tới và hướng tới mục tiêu chiến thắng. Trong khi đó, cầu thủ vừa lập cú hat-trick Ngọc Minh Truyền cũng đã tỏ ra rất quyết tâm khi nói về thử thách tiếp theo. Khi chưa mở tỷ số, chúng em gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc có được bàn thắng đầu tiên giúp cả đội hào hứng hơn và việc tiếp thêm năng lượng. Nhờ đó, chúng em đã có được chiến thắng chung cuộc. Em rất vui khi mà góp công giúp đội giành chiến thắng. Em sẽ cố gắng nhiều hơn cho trận đấu bán kết tới đây để đạt mục tiêu. Hai cặp bán kết sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 7 tới đây. Theo đó, Việt Nam sẽ thi đấu bán kết 1 vào lúc 15:30 với nữ Myanmar. Trong khi đó, đàn chị quốc gia chuẩn bị trong trận giao hữu cuối cùng gặp Tây Ban Nha để chuẩn bị trong World Cup. Hôm qua, thầy trò ông Mai Đức Chung đã nhận thất bại 2 bàn không gỡ trước New Zealand. Ngày 14 tháng 7 tới, Việt Nam sẽ có trận thi đấu giao hữu với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trận giao hữu giữa Việt Nam và Tây Ban Nha sẽ được tổ chức đá kín. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khán giả và người hâm mộ Việt Nam sẽ không được theo dõi trực tiếp màn so tài này. Trước trận đấu với Việt Nam, đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển nữ Panama với tỷ số đậm đà là 7-0, Đan Mạch 2-0. So với cuộc chạm trán với Việt Nam, Tây Ban Nha và tờ Macra đã nhận định, mục tiêu của đội tuyển Tây Ban Nha là tiếp tục giành chiến thắng và giữ sạch lưới. Tuy nhiên, họ cũng cần nhớ rằng đội tuyển Việt Nam vừa có một trận đấu hay và chỉ thua sát nút với đội tuyển Đức với tỷ số 1-2. Tờ này cũng đánh giá cao năng lực của Huỳnh Như. So với New Zealand, Tây Ban Nha là một đối thủ khó chơi hơn rất nhiều. Từ sau trận đấu với Đức, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam làm cho người hâm mộ được sống lại trong những ngày mơ mộng về một điều nào đó có thể xảy ra tại World Cup. Có thể là giành được điểm ngay từ lần đầu tiên tham dự khi mà đối đầu với Mỹ, Hà Lan. Những mộng mơ đó vẫn mơn màn cho đến cuộc so tài với đội tuyển New Zealand. Tất cả đều mong chờ thêm màn trình diễn bùng nổ của các cô gái Việt Nam.
Thế nhưng đội tuyển xứ Kiwi bước vào trận đấu với một tinh thần cao. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng toàn bộ các cầu thủ và ban huấn luyện đều đặt ra mục tiêu tốt. Bên cạnh đó có 10 trận đấu gần nhất, New Zealand chỉ biết mùi hòa và thua. Đúng như dự đoán, họ đã thể hiện một tinh thần cực kỳ mãnh liệt. Ngay phút đầu tiên, nền tảng thể lực tốt, thể hình vượt trội, New Zealand dồn ép pressing khiến cho các cầu thủ ông Malik Chung ngộp thở. Chúng ta hầu như là không được lên bóng và có cụm phòng ngự. Rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến. Chúng ta đã nhận bàn thua trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2 với lợi thế đã được nắm, chủ động về thế trận, thay trò vì huấn luyện viên Klimkova đã chưa có phần trùng xuống, nhưng bịt chặt không gian chơi bóng khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Đây cũng chính là những gì Việt Nam gặp phải tại World Cup khi mà chúng ta quá non kinh nghiệm và lần đầu tham dự. Hãy nhớ lần đầu tham dự của Thái Lan. Năm 2019, họ đã thất bại 0-13 với Mỹ. Thái Lan đã nhận bàn thua lịch sử mà đến nỗi Mỹ cũng đã nhận những lời chỉ trích vì thắng một cách thiếu tôn trọng. Điều này đủ thấy sức công phá của Mỹ như thế nào. Những vấn đề khách quan có thể thấy được từ trận đấu với New Zealand, còn về khía cạnh chủ quan, Việt Nam cần phải cải thiện về chuyên môn. Ông Malik Chung đã chỉ ra được những điểm yếu của các cầu thủ. Yếu tố thời tiết cũng là một phần nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thực hiện chuyện ý muốn. Giữa gần 2 tuần trước khi World Cup bắt đầu khởi tranh thì đây sẽ là một quãng thời gian để chúng ta làm quen. Và có thể thấy thất bại trước New Zealand giúp đội tuyển Việt Nam tỉnh táo hơn sau những giây phút lâng lâng trong trận đấu gặp Đức. Sắp tới, đội tuyển Tây Ban Nha chắc chắn sẽ tiếp tục đem thêm nhiều bài học quý giá cho các chuẩn bị sao vàng. Dù vậy, dù là mong manh nhưng tất cả người hâm mộ đều mong muốn sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam qua các trận đấu giúp thầy trò ông Malik Chung tiếp tục vượt ngưỡng và làm nên lịch sử thêm một lần nữa.